nó mới lợi đó. Mua trở nó thì dễ đổi, còn mua cung cưng nó mua lợi rồi. Trời ơi, tôi hỏi tôi có nói với cổ, tôi nói cung cưng ơi, mình mua bán cái khi người ta không có vừa ý, không có tại thì cô cũng cho người ta đổi lại nha. Cô mà không cho người ta đổi lại thì khi mất mối. Chắc vậy đó. Ừ, vậy là con Mỹ, con Mỹ á. Trời ơi, tưởng đâu ai theo trời nữa. Nói bởi vì vợ tôi mua cổ. Dạ, được, chắc là đổi cái này về rồi con mua ông lại. Đúng rồi, chắc phải là tôi trả lời. Liền sát cảnh vô. Sát cảnh. Quay cái mặt không quay, quay gì mà cái mông không xem. Sát cảnh vô. Cậu vô đó, lúc này là đó, lúc này đó.